Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: Buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 13 tháng 6. Người loan báo tin mừng không phải là kinh doanh hay người tìm địa vị. Đức Thánh Cha cổ võ sự gia tăng năng lượng tôn trọng môi trường. Đức Thánh Cha gửi thư mừng đại thọ người sáng lập thần học giải phóng. Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Hàn kêu gọi tha thứ và hòa giải. Hình ảnh Đức Giám mục Phao Lô Cao Đình Thuyên và các linh mục giáo Phận Vinh phản đối luật đặc khu là những tấm gương bất khuất. Liên hiệp truyền thông công giáo Việt Nam lên tiếng về dự luật đặt khu và an ninh mạng tại Việt Nam. Ban lãnh đạo Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ thăm nhà thờ chính thống giáo ở San Diego. Đức cha Doan Nguyễn Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc thông miền Nam California. Giới thiệu thánh ca lời kinh hòa bình. Sau đây là phần tin chi tiết. với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 13 tháng 6, tin Vatican, chàng thanh niên hỏi Chúa, Lạy Thầy, có phải làm gì để có cuộc sống vĩnh cửu? Trong câu hỏi đó có thách đố của mọi cuộc sống và cả thách đố cuộc sống của chúng ta nữa. Ước mong có một cuộc sống tràn đầy, vô tận. Nhưng làm thế nào để đạt được nó đây? Phải theo con đường nào? Sống thực sự, sống một cuộc đời sống cao quý có biết bao nhiêu người trẻ tìm kiếm sống, nhưng rồi lại tự hủy hoại mình bằng cách chạy theo những điều phù phiếm mau qua. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần. Trong bài huấn diệu, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các giới răng của Chúa. Ngài giải thích ý nghĩa trình thuật trong chương 10 Phúc âm Thánh Marco kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu của người thanh niên nhà giàu muốn có cuộc sống tràn đầy như sau. Người thanh niên đó đến hỏi Chúa, lạy thầy, con phải làm gì để có cuộc sống vĩnh cửu? Chúa Giêsu đáp, hẳn anh biết các điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói, thưa thầy tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ đức giê xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến người bảo anh ta anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi câu hỏi của người trẻ trong phúc âm chúng ta mới nghe ở bên trong từng người trong chúng ta làm thế nào tìm ra sự sống sự sống tràn đầy niềm hạnh phúc làm thế nào để tuổi trẻ bước sang tuổi trưởng thành đó là khi người ta bắt đầu chấp nhận các hạn hẹp của mình người ta trưởng thành khi tương đối hóa mình và ý thức được điều còn thiếu. Chính vì sự thiếu sự sống tràn đầy nên cần bỏ mọi sự để theo Chúa. Nhìn cho kỹ trong lời mời cuối cùng của Chúa Giêsu, lời mời vô biên tuyệt vời, anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi làm sao giới trẻ có thể đi theo chúng ta khi họ không thấy chúng ta lựa chọn bản gốc? Nếu họ thấy chúng ta tùy thuộc các bậc thước nửa vời, thật là xấu tìm thấy các kia tù hữu nửa vời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn thành thương đến từ các quốc gia khác nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giải trúc túc cầu quốc tế sẽ khai diễn thứ tư hôm nay bên Nga ngài gửi lời chào các cầu thủ và ban tổ chức cũng như mọi người theo dõi qua các phương tiện truyền thông xã hội biến cố vô biên giới này ước chi biến cố biểu diễn thể thao quan trọng này trở thành dịp gặp gỡ đối thoại và sống tình huynh đệ giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau tạo thuận tiện cho tình liên đới và hòa bình giữa các quốc gia buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lệ cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Người loan báo tin mừng không phải là nhà kinh doanh hay người tìm địa vị. Tin Vatican Lệnh truyền của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Các con hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Nhưng loan báo tin mừng nghĩa là gì? Giảng trong thánh lễ ngày 11 tháng 6 tại nhà nguyện Thánh Mát Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng chúng ta có thể rút ra ba chiều kích căn bản của việc loan báo tin mừng. Đó là việc loan báo, sự phục vụ và sự trao ban. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng giao giảng tin mừng không phải là một việc đơn giản. Nhưng còn hơn thế, nó là một lời loan báo. Đó là lời loan báo chạm đến trái tim, đi vào trái tim và thay đổi con tim. Và trong việc giao giảng này có Chúa Thánh Thần, Chính Chúa Thanh Thần là tác nhân chính của việc loan báo tin mừng, còn chúng ta là những người phục vụ. Chiều kích thứ hai của việc loan báo tin mừng chính là sự phục vụ. Chúa Giêsu cũng ra lệnh cho các môn đệ rõ ràng về điểm này. Các con hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủy được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Do đó, loan báo tin mừng là lời loan báo đi kèm với việc phục vụ có những người sử dụng người khác để được phục vụ. Không, chính bạn phải phục vụ, những người truyền lệnh phải giống như những người phục vụ. Chúa đã nói như thế. Chiều kích thứ ba là trao ban nhưng không. Chúa phán, các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Đó là một nguyên tắc không có luật trừ. Tất cả chúng ta được cứu độ một cách nhưng không bởi Chúa Giêsu Kitô và do đó chúng ta cũng phải cho nhưng không. Tuy thánh cha cổ võ sự gia tăng năng lượng, tôn trọng môi trường, tin Vatican. Tuy thánh cha mạnh mẽ cổ võ sự gia tăng năng lượng, đồng thời tôn trọng môi trường. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 6 năm 2018 dành cho các vị lãnh đạo, các nhà đầu tư và các chuyên gia tham dự cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 với đề tài Sự chuyển tiếp năng lượng cho căn nhà chung của chúng ta. Cuộc hội thảo do Hàng Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh tổ chức hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngọ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến việc hơn một tỷ người nghèo chưa có điện, vì thế gia tăng nhu cầu về năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, chất lượng của không khí mực nước biển số lượng nước ngọt của trái đất khí hậu và sự quân bình của hệ thống sinh thái không thể bị thiệt hại vì cách thức con người thỏa mãn cơn khát năng lượng của mình với những tranh lệch nặng nề để thỏa mãn cơn khát ấy không thể gia tăng sự khao khát nước hoặc tăng sự nghèo đói và loại trừ trong xã hội nhu cầu cần có năng lượng gia tăng để làm cho máy hoạt động không thể được thỏa mãn bằng cách làm ô nhiễm không khí chúng ta hít thở. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta cần tìm ra một chiến lược hoàn cầu dài hạn mang lại an ninh năng lượng và tạo điều kiện cho sự ổn định kinh tế, bảo vệ sức khỏe và môi trường, thăng tiến sự phát triển nhân bản toàn diện, ấn định những nghĩa vụ chính xác để đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu. Đề tài cuộc hội thảo nhắc đến một chương trong thông điệp lau đi của đức thánh cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung là trái đất. Đức thánh cha Francisco coi cuộc chiến chống sự hâm nóng trái đất và khí hậu là một trong những hoạt động trong triều đại giáo hoàng của ngài và ngài đặc biệt ủng hộ hiệp định Paris về khí hậu do Liên hiệp quốc triệu tập hồi năm 2015, quen gọi là COP 21 Mục đích hội nghị là giới hạn sự hâm nóng trái đất giữa một độ rưỡi đến 2 độ từ nay cho đến năm 2100. Đức Thánh Cha gửi thư mừng đại thọ người sáng lập thần học giải phóng, tin Vatican. Theo tin của tạp chí Crux, Đức Thánh Cha Francisco vừa gửi thư chúc mừng sinh nhật thứ 90 của cha Gustavo Gutierrez, được biết đến như là cha đẻ thần học giải phóng và cảm ơn Ngài vì các đóng góp của Ngài cho giáo hội công giáo và tình yêu thương đối với người nghèo. Cha người Peru thuộc dòng Đa Minh, là một trong những sáng lập viên chính của thần học giải phóng, một phong trào nổi bật ở Nam Mỹ trong các thập niên 1960 và 1970 như một cách đáp ứng nhu cầu người nghèo của châu Mỹ Latin và là lời mời gọi thoát khỏi các cơ chế xã hội bất công. Trong thập niên 1990, Thánh bộ Giáo lý Đức tin lúc ấy dưới sự điều khiển của Đức Benedicto thứ 16 tỏ ý lo ngại về một số luồng tư tưởng của thần học giải phóng vì bị chính trị hóa và dựa vào các ý niệm và phân tích Marxist. Tuy nhiên, Đức Benedicto thứ 16 ca ngợi nhiệt tâm của thần học giải phóng đối với công bằng xã hội và người nghèo. Đức sinh cha Francisco cũng theo đường hướng của vị tiền nhiệm Ngài bất đồng với việc chính trị hóa của phong trào thần học giải phóng, nhưng lại có thiệt cảm với sự quan tâm của phong trào này đối với người nghèo. Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim kêu gọi tha thứ và hòa giải. Tin Hàn Quốc Đức cha Lazaro Yuhang Sik giám mục Daejeon Nam Hàn nói Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên là một bước tiến hòa bình mới cho Hàn Quốc cho châu Á và toàn thế giới. Tôi cầu nguyện và ban phước lành cho hai vị lãnh đạo. Trong dịp này, tôi không khỏi tự nhớ lại những khoảng khắc đau buồn của cuộc chiến cao ly, mà hàng triệu người vẫn còn phải sống trong cảnh bi thương, vì gia đình bị chia cắt hai bên biên giới. Hôm nay là một niềm hy vọng mới. Đó là lời của Đức Cha La Jero Ju Hiong Sik, Giám mục Đế Trần, Nam Hàn và là chủ tịch ủy ban mục vụ xã hội của Azerbaijanis trong lời bình luận về hội nghị thượng đỉnh tại Singapore giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Hội nghị thượng đỉnh đã công bố một chiều hướng tổng quát là một sự thay đổi lớn ở bán đảo Triều Tiên và sự giải giới vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu rất sớm. Đề cập đến con đường tha thứ và hòa giải và niềm hy vọng cho tương lai của Hàn Quốc. đứng ra mục là Gia-rô-du nói thêm rằng tôi cảm thấy hạnh phúc bởi vì với ân sủng của Thiên Chúa chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một thời đại mới của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đổi mới tất cả mọi thứ. Các tinh thần mới mà chúng ta đang cảm thấy ngày hôm nay tại Hàn Quốc là tinh thần hy vọng. Chúng ta phải chú ý đến những dấu hiệu của thời đại và hướng về tương lai đang chờ đón chúng ta. Các dấu hiệu ngày hôm nay thì rất đáng khích lệ và chúng ta cảm tạ Chúa vì điều này. Hình ảnh Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên và các linh mục vinh phản đối luật đặc khu và an ninh mạng là những tấm gương bất khuất tin Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhiều người ngày mùng 10 tháng 6 sau khi có các cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn để phản đối luật đặc khu. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người biểu tình ôn hòa đã bị bắt giữ và lôi lên xe bus ở Hà Nội và Sài Gòn. Qua các bức ảnh, có thể thấy máu trên mặt và áo một số người. Các bức ảnh cho thấy những người xuống đường mang theo các biểu ngữ như không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày, hay Giao đất cho giặc tàu là mất nước Các trang mạng đã đăng tải một bức hình chụp đức giám mục phao lô cao đỉnh thuyền Các linh mục giáo hạt minh cầm và giáo dân Trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy khổ lớn Với những lời phản đối luật đặc khu và an ninh mạng Sau nhiều giờ im tiếng, báo chí trong nước đồng loạt đăng lại một bản tin ngắn của thông tấn xã Việt Nam Trong đó nói rằng công an bắt giữ người lôi kéo biểu tình trái phép vì luật đặc khu một sự kiện gây nhiều chú ý là chuyện một nhóm người biểu tình tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Báo chí trong nước dẫn lời chính quyền cáo buộc người dân đốt xe công và làm nhiều cảnh sát bị thương, trong khi nhiều người biểu tình viết trên mạng xã hội là họ bị vu khống. Liên hiệp truyền thông công giáo Việt Nam phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng tại Việt Nam. Liên hiệp truyền thông Công giáo Việt Nam vừa cho phổ biến một thông cáo báo chí đề ngày 11 tháng 6 năm 2018, phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng tại Việt Nam. Thông cáo có nội dung như sau. Trước cộng đồng quốc tế, Liên hiệp truyền thông Công giáo Việt Nam cùng với dân tộc Việt Nam phản đối và mạnh mẽ lên án dự luật đặc khu và an ninh mạng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp đặt trên dân tộc và quê hương Việt Nam để nối giáo cho Trung Cộng dễ dàng thôn tính quê hương Việt Nam. Trước âm mưu và hiểm họa, chính thức biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, ba vị trí chiến lược của quê hương Việt Nam để biến thành căn cứ của Trung Cộng, tiến dần đến việc hán hóa toàn gõi Việt Nam theo tiến trình của Mật ước Thành Đô. Cùng với đồng bào Việt Nam, quốc nội và hải ngoại, cùng với hào khí của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc biểu tình rầm rộ tại hà nội bình thuận đà nẵng nghệ an nha trang mỹ tho đồng nai và nhất là tại sài gòn thân yêu cũng như tại hải ngoại hàng ngàn vạn người dân việt nam đã đồng lòng đứng lên tranh đấu ngăn chặn đạo luật đặc khu và an ninh mạng để cùng nhau bảo vệ sự tồn vong của quê hương và dân tộc việt nam liên hiệp truyền thông công giáo việt nam hoàn toàn ủng hộ cuộc tranh đấu ôn hòa và hợp lẽ phải của đồng bào Việt Nam quốc nội và hải ngoại. Cùng với hào khí của dân tộc Việt Nam tại Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Mỹ Tho, Đồng Nai và nhất là tại Sài Gòn Thân Yêu cũng như tại hải ngoại. Hàng ngàn vạn người dân Việt Nam cùng với cả dân tộc Việt Nam. Liên hiệp truyền thông công giáo Việt Nam yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thực hiện những điều sau. Thứ nhất, ngừng ngay dự luật đặc khu và an ninh mạng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo theo hiến trường Liên Hiệp Quốc. Thứ ba, nhất là hãy trả lại cho dân tộc Việt Nam quyền tự quyết và làm chủ quê hương Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc hội, chính phủ, các đảng chính trị của tất cả các quốc gia, các tổ chức nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế, Ủy ban quốc tế về nhân quyền và mọi tổ chức quan tâm đặc biệt đến độc lập, tự do và nhân quyền ở Việt Nam. Xin hãy cùng chúng tôi đồng hành trong cuộc tranh đấu cho độc lập, tự do, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bản lên tiếng của Liên Hiệp Quốc Truyền thông Công giáo Việt Nam do các vị giám đốc thông tấn xã Việt Catholic và tập san dân chúa Âu Châu và Úc Châu đồng ký tên. Ban lãnh đạo Hội đồng Liên tôn Việt Nam họp khẩn cấp và thăm giáo hội chính thống giáo San Diego, tin California, Hoa Kỳ. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Phái đoàn Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có Mục sư Nguyễn Xuân Hồng, Mục sư Lê Minh, Linh mục Trần Công Nghị, Linh mục Mai Khải Hoàn, tránh trị sự Hà Vũ Băng, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu và ông Nguyễn Khanh từ Little Sài Gòn Nam Cali có cuộc họp khẩn cấp tại San Diego về tình hình đang diễn biến tại Việt Nam. Đồng thời nhân dịp này, thăm giáo sĩ Mai Biên, một thành viên của Liên Tôn và thăm giáo hội chính thống giáo Việt Nam ở phố San Diego. Trong buổi họp, Ủy ban lãnh đạo Hội đồng Liên Tôn đã kiểm điểm những sinh hoạt trong tháng vừa qua, đặc biệt nhận định về những biến chuyển tôn giáo, chính trị và xã hội đang xảy ra tại Việt Nam. Hội đồng Liên Tôn quan tâm tới những người Việt Nam vì yêu quê hương tổ quốc đã và đang biểu tình chống quốc hội và nhà nước Việt Nam có dự án lập những đặc khu cho ngoại bang và luật an ninh mạng vừa mới được chấp thuận. Hội đồng quan ngại rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ nại lý do người biểu tình gây ủng tắc giao thông, hay dựa trên cáo buộc bị thành phần xấu khích động mà bắt bớ giam cầm tù đầy và thủ tiêu những người công dân yêu nước bày tỏ lập trường của mình. Trước những gì có thể sẽ xảy ra trong những ngày tới đây, như công dân đi biểu tình bị vu oan, các nhà hoạt động nhân quyền bị kết án, các nhà lãnh đạo tôn giáo bị vu khống. Hội đồng Liên Tôn sẵn sàng ủng hộ những yêu cầu chính đáng của người dân Việt Nam và sẵn sàng lên tiếng trước cộng đồng quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia yêu trụng hòa bình và nhân quyền can thiệp để tiếng nói của người dân Việt Nam chân chính được lắng nghe. Với tư cách là các vị lãnh đạo tinh thần trong Hội đồng Liên Tôn và cảm thông được hoàn cảnh rất khẩn trương và nguy cơ lãnh thổ do tiền nhân gầy dựng bị bán cho ngoại bang, Chúng tôi kêu gọi các chùa triền, nhà thờ, thánh thất, các nơi thừa tự thuộc các tôn giáo của mình, hãy cùng nhau đồng tâm dâng lên Thiên Chúa, đấng chi tôn, các đấng linh thiêng, những lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, độc lập, thoát hiểm họa ngoại xâm và dân chúng được an bình, không bị sống trong lo sợ và bị kìm kẹp bởi người Cộng sản vô thần. Sau bữa cơm trưa, các vị đại diện các tôn giáo đã đến thăm nhà thờ chính thông giáo San Anthony ở San Diego. Đức cha Gioan Nguyễn Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, thăm miền Nam California, tin California, Hoa Kỳ. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018, Đức cha Gioan Nguyễn Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ St. Barbara, thành phố Santa Ana. Cùng đồng tế với Đức cha Gioan có cha Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St. Barbara, cha Trần Công Nghị, thầy phó tế Nguyễn Ánh và sự tham dự đông đảo của giáo dân thuộc giáo xứ. Rất đông người đồng hương gia kiệm từ các xứ Ninh Phát, Kim Thượng, Phúc Nhạc, Gia Yên, Phát Hải, Thanh Sơn cũng đã đến tham dự thánh lễ và chúc mừng Đức Cha Gioan. Đức Cha Gioan đã cảm ơn Cha Chính sứ Santa Barbara nhân dịp ngài tới đây dâng thánh lễ hôm nay nói lên tinh thần hiệp nhất của giáo hội Công giáo. Dù ở đâu chúng ta cũng thuộc một đại gia đình của Chúa. Đức Cha nói ngài sang Hoa Kỳ tuần trước đây là do lời mời của Đức Tổng giáo mục giáo phận Atlanta để giảng trong dịp đại lễ thánh thể được cử hành cho người Việt Nam trong Tổng giáo phận và hôm nay có mặt ở đây là đến thăm bà con trong gia đình và đất đông người đồng hương xã Kiện Tân và Gia Kiệm thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đặc biệt, Ngài rất vui mừng vì sau 51 năm, nay được gặp lại cha Trần Công Nghị, trước đây là thầy dạy và làm giám thị tiểu chủng viện Sài Gòn trước khi đi du học Roma. Trong bài giảng, Đức cha Gioan đã nói đến những sự đau khổ và thử thách mà người tín hữu phải chịu đựng. Tuy nhiên, như lời Đức Thánh Cha Phan Cô chỉ dạy, chúng ta cần tín thác vào lòng thương xót từ ái vô vàn của Thiên Chúa. Những thánh giá mà chúng ta mang theo trong cuộc sống là trách nhiệm đức tin và sự kiên trì của người tin theo Chúa. Ngài cầu chúc cho tất cả chúng ta được giữ vững đức tin và nhất là cậy trông vào lòng Chúa xót thương. Sau thánh lễ, có tiệc mừng tại nhà người thân của Đức Cha Do An cùng với anh chị em hội đồng hương gia kiệm rất đầm ấm và thân tình. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước hết, khi kết thúc chương trình Thời sự Giáo hội và Thế giới hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca mang tựa đề Lời Kinh Hòa Bình của nhạc sĩ Linh Mục Từ Duyên. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Như Ý. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Khi tôi làm lỡ mới biết rất chia đau khổ đời tôi mới biết cảm thông Altyazı Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.